À, không được phải không? Dạ. Đó, 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 cái rướn vậy đó ha. Rồi, ok. Rồi, chị Quấn đưa tay đi, chải rỡ về lỗ tai bên này có được không? Không được. À, không được phải không? Dạ. À, nó rất khó phải không? Dạ. Rồi, được, tới đó thôi phải không? Dạ. Ok, rồi quay lên đây. Rồi, dở cái tay ra sao để được bao nhiêu? Đó, được tới đây thôi, ok. Rồi, nâng dậy. Đau hết rồi. Thôi 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 thôi. Hớp vô. Hớp vô. Hớp vô. Đã lỏng nè. Giật. Đau chứ? Hôm qua giờ có nhịn ăn chưa? Phải nhịn ăn mà. Đâu, uống nước hớt là gì? Dạ. Nhất là nhịn ăn nè mà không nhịn. Tại vì mới kêu nhịn ăn, mọi người biết tại sao cái trong cái axit nó tăng cho nên mới làm cho đau vậy, cho nên bắt buộc là phải nhịn ăn lên đầu. Không nhịn ăn là không hết rồi. Anh ngủ rồi, được rồi, cứ nằm sấp lại, nằm sấp lại, nằm sấp, nằm sấp. Thôi, bây giờ đi. Phải nhìn ăn nghe. Không nhìn ăn đâu có khỏi bệnh đâu. Rồi, bước đứng ra đi rồi bắt đầu giơ tay lại. Cái cao lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Rồi, vuốt qua bên kia. Rồi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581.